Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 82 chợ, trong đó xét về hạng có 7 chợ hạng 1, 4 chợ hạng 2 và 71 chợ hạng 3. Xét về địa bàn có 31 chợ thành thị và 51 chợ nông thôn. Đến nay địa phương đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý 5 chợ, gồm chợ Đà Loan, Tân Hội, Đà Lây, Gia Phiển và chợ Đạ Rơi San. Trong đó 4 chợ theo hình thức tiểu thương hình thành hợp tác xã và 1 chợ, chợ Đạ Rơi San, đấu thầu doanh nghiệp quản lý chợ. Ngoài ra, chợ Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và các chợ trên địa bàn tỉnh, công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ đang được triển khai thực hiện. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ từ ban quản lý chợ hoặc tổ quản lý sang mô hình kinh doanh hoặc hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý không chỉ phát huy tốt vai trò của chợ trong việc mở rộng trao đổi, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tăng ngân sách, phát triển thị trường, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh khai thác, từng bước nâng cao hiệu lực trong quản lý nhà nước về hoạt động chợ trên địa bàn.